còn cái này mới là ghê nè, cũng là công ty cẩu xe, nhưng mà phải hiểu là cái công ty cẩu xe là công ty tư nhân chuyên môn câu xe thô, gọi là thô bên Mỹ gọi là thô xe đó, nơi những cái nơi mà mày đậu xe coi như là không hợp pháp, thì có một cái đội ngũ lực lượng của nó ra, nó rải đều giống như cảnh sát vậy đó, nó rải đều tất cả những cái chỗ đậu xe đù má, mà toàn là bể không nha. Tao đâu có biết đâu, hồi xưa tao mới qua thì hồi xưa có cái dịch vụ mà băng video bằng thép á, video thép mà mày gài gài vô đó, thì mà đi mướn phim bộ về coi. Tao thấy rồi, À. nguyên nguyên cái chợ, cái có nguyên cái chợ nó có gạch 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 này để mà đậu xe vô, cái đó là hợp pháp không, nói gì thì có một cái chỗ nó không có gạch đồ mà nó trống trơn. Tao cũng chung cho đậu xe ai đi hấp, tao vô mày nghĩ coi, tao đi mướn băng video thì bao nhiêu, chưa đầy 5 phút thôi, đụ má cái xe tao biến liền, đụ quá mà rồi xe đụ đó biến liền đụ quá, tao mới nói đặt đụ quá xe đâu, nó cắn coi là nó rải dài, là nhân viên của nó rải dài hết mấy cái khu chợ đụ má mày coi, mà đậu lạng hoài nó cứ câu xe mà thôi, và đem về cái chỗ xì là lên được kia đụ quá, ngày hôm sau tao vô anh vẫn vô cười quất 300 đụ má, hơn mẹ nó 2 ngày làm, mất mẹ là tiền lương 2 ngày làm mà chỉ có cái tàu đậu xe đồ hết. Mày thấy ghê gớm chưa, có mày thấy nó ghê gớm chưa, là nó rải dài, nó là cái bãi đậu, cái bãi thu, cái là bãi là chuyên môn là đi thô xe, nhân viên của nó rải dài dài mấy cái chợ, mấy cái chỗ làm coi sầm uất, những cái chỗ mà mày mua sắm, những cái chỗ này kia làm chi, nó cho sơ mày chứ sơ hở mày đậu trật thôi là nó thôi xe mày liền. Thế đủ mà tao mới ra bước bằng video chưa đầy 5 phút vô gửi mang lấy bằng kia ra, thí dụ như mình vô mình đang coi cuốn số 7 mình mua số 8 vậy mà đụng quá chạy ra mất bệ xe luôn phải không, đụng quá vậy đó, mình thấy ghê gớm chưa, nội công ty còn con thôi xe thôi mà nó đã có nhân viên làm như vậy rồi, mày làm cái gì đó giờ đồ mà khổ thì ta rồi không có thứ gì bởi tụi đó, mày đi vào chi tiết cuộc sống của Mỹ, thành ra mày nói mày thẳng là đi những người mà nhập cư đây nói một cách khác là đi ra đường phải nhòm trước nhòm sau nhòm tới nhòm lui, nhiều khi mà gạt thằng thuốc đây biết có phạm luật là không, mà bỏ kia mà đủ cái gì cũng sợ, nói chung hồi mới qua khác chó gì cũng sợ, cho cái gì cũng sợ, xả rác rồi dòm tối rồi xung vô chè hàng thì rút trời, cái gì dòm qua dòm lại làm cho con người ta thành một cái máy, cái máy giống như cái máy công nghiệp vậy đó, mà thực chất cuộc sống cuộc sống bên này là rõ ràng là thành công nghiệp, rõ ràng cái cuộc sống tao đi làm chứ đến nỗi là cái đồng hồ sinh học trong nhà con người của tao tự động, mà không cần phải báo giờ báo biết gì cả, đùng một phát đi làm về thì ngủ cả bò đủ má, tới giờ đó tự nhiên con người mình tự động bật dậy, mà ngày này giống như ngày kia đủ nó bật dậy đó, mà mấy chục năm như vậy con người ta y chang vậy, thành ra con người thành ra người ta thành máy rồi, và không còn thời gian, không có thời gian để mà ngồi lên mạng dốc, tao chứ lên mạng tao chơi với tụi con là từ những ngày bố rị thai và bắt đầu bắt lang thang lên mạng mới biết thôi, chứ ngoài ra không mấy chục năm không có biết một con mẹ gì cả, thời gian là mày biết, và tao đi làm cả đêm nữa, có khi tao làm cả đêm thì ban ngày tao ngủ hoàn toàn là ngủ vậy, rồi xong ăn uống ngủ rồi xong chuẩn bị đi làm cái liên tục vậy, nó khổ như vậy cứ vậy mà đó chạy thôi, coi như cứ vậy mà coi như là cái quỹ đạo nó cứ quay đi quay lại là nó đúng cuốn rồi vô đúng vậy rồi đó rồi đó nè đó, mà muốn hỏi thằng ai làm việc là phải gì không, cuộc sống ở Mỹ là như vậy khổ À, vậy. cuộc sống ở Mỹ nó rất là chán, tại vì anh đi ra đường đi bộ cũng không được anh bạn ra ngoài. Anh đi bộ vòng vòng là cảnh sát nó nói mày làm cái gì ở đây mà đi bộ, đâu phải là cái khu đi Chọn bộ mà đó, khu đi bộ chọn mà đâu có phải là cái khu đi bộ mà đi bộ nó dạ có giờ giấc, đi bộ là có giờ giấc, cái nghĩa là 9 giờ nó đóng cửa rồi, anh có đâu có thể nào đi à bộ trừ khi là anh đi ra biển hay là cái chỗ nào mà nó có cho giờ phép đó, anh đi bộ thì lúc đó không sao. Còn cái khu mà giống như cái khu mà đi bộ đó là 9 giờ nó đóng cửa hay là 7 giờ nó đóng cửa rồi. Những cái công viên này nọ là nó đâu có đúng cho rồi, tập nó đâu trú có ban cho đêm đâu, đâu anh. không Nó đâu có được. cho tập trú ban đêm đâu. Còn mà anh đi hàng xóm mà vòng vòng đó, anh đi bộ làm gì? À, trừ khi là người beta biết anh. Còn anh khơ khơ mà đi bộ này nọ thì cảnh sát nó tới nó nói ê ban khuya rồi anh đi bộ làm gì ở đây? Không lẽ anh đi ăn cắp? Đó cho nên nó ở Mỹ là Khó có khăn ai lắm, mà đi ra đường lắm. nói chữ tự do chứ thực chất là cái xã hội nó tạo cho mình không tự do được, cái đó là ngày thường Đúng. thôi, còn ngày bây giờ lại càng không tự do hơn, là bởi vì sao, nó nổ súng đi giết người hàng loạt, nó bóp cò riết, thành ra cái người dân tự động tự giác không nên đi bộ ban đêm, không nên đi bộ buổi chiều, chỗ nào vắng không nên đi, tự nhiên là mình lại tự do cái gì, như tao Tức là nè bây bây giờ giờ thì mà chỗ giống như bố nói, bây giờ là bây giờ lúc trước á là gọi là công công nghiệp đưa con rồi người vô cuộc sống công nghiệp mà theo một cách lập trình sẵn đúng không? Còn đúng bây rồi giờ là tự con người là phải đưa mình vô khuôn khổ công nghiệp luôn, đó là gì?
bây giờ có về, có rảnh ra, có muốn đi dạo cũng không dám, không đi. Không dám đi. Bởi vì xã hội nó phức tạp quá. Đúng, đúng không? Xã hội phức tạp. Đúng, chính xác, phức tạp là quá. Là chỉ muốn về là mới chỉ chui rút vô nhà thôi, rồi ngày mai ngủ dậy là đi làm. Đúng, giống như cái chuồng vậy đó. Đúng, giống như cái chuồng gà vậy đó, đúng không? Thì sáng thả ra đi thư giãn, rồi tối là chui vô chuồng đóng lại thôi. Thế thôi. Dám đi không? Mà thấy nó xả xuống ở đây không? Ở chơi rồi nè, đủ mày đi đi chơi không yên. Buồn quá thôi rủ bạn bè vô trong xin trong ba đi uống một chai bia hay bia bia rồi thôi về ngủ. Không, vô trỏng rồi rồi ngày mai không chịu về luôn. Đủ quá nó vô xong, vô nhà xác rồi về làm mẹ gì nữa. Đủ quá. Làm sao biết nó không xả xuống? Đủ quá khổ vậy. Anh ra cái sự lo sợ hồi hộp nó ám ảnh mình hoài. Nghĩ tới đâu? Thành ra con người mình trở nên cô độc. Đó nó vậy đó, không mà hỏi ai ư? Cả phải ông nó ở Mỹ đó. Còn gì? Đi đâu sợ. Cho nên ở Mỹ nó buồn cũng giống là bốn bức tường đó, cho nên có nhiều người họ chán đó, thì cái cuối cùng là họ đi vô sòng bài đó, nướng cho nó ăn khó vậy đó, thôi bỏ vô đi. Ủa ai Việt vậy, nếu mà như vậy sao sao thấy mấy ông cờ vàng mà mong em mấy ông vui vậy, sợ hở là mấy ông đi ra cầm cờ mới xuống đường biểu tình là sao ta? Dám bước xuống đường, đủ với khoanh dùng lên bãi trên đó đó thì bước xuống chết cha. Thôi đừng có bàn cái chuyện nữa, bởi cái chuyện đó nó xưa lắm và nó sắp sửa tàn tới đây rồi. Bạn không nghe cái gì đó, Hà Văn Sơn nói đóng nắp này, đóng nắp gì, cái gì tâm quên rồi, đóng nắp là chế độ cái gì, cái gì bụi gì đó còn bà đó, đại khái thôi, tao không bàn tới nữa. Nhưng mà tao nói cho bạn nghe, cái chuyện đó càng ngày, những cái chuyện đó nó càng lụng bại rồi và không còn ai chống đối gì nữa đâu. Cao lắm mà chừng vài năm nữa thôi ông ơi, từ bởi vì cái thế hệ mà thế hệ như tao, thế hệ mà của ông Phan Kỳ Nhân là ông Phan Kỳ Nhông gì đó, hoặc là Nguyễn Tất Đạt qua đời, sắp sửa qua đời rồi, chứ vì đó tao cũng nghĩ là chắc là lẽ cũng hết rồi, không còn gì nữa đâu. Và tao hy vọng cái chuyện đó quay. Ê bây giờ tao nói cho mày nghe nè, vợ tao đã mua cho tao chiếc xe mô tô rồi, tao về tao chạy, hiểu không? Xe có sẵn rồi, tao về mà tao chạy, tao không giữ ý, tao kêu mày mày chở tao đi ha, quan ha. Rồi, nhưng mà quan trọng là nếu mà đứng con bố lửa xe nào mà con trúng chân tới thì con chạy thôi, không sao hết. Ôi trời ơi, trúng chân mà tới mà con phải vẽ lối thành ghế nữa. Mày cao hơn tao, tao cao hơn mày, khổ vậy đó. Ê, chút này về được hai cha con, ủn, được đã. Đúng quá, thằng quỷ sứ nó cười nghe, đủ vô, tao về tao không chơi, tao chơi à. Xíu này mày nhắc tới cái giữa tao mới nhớ. Cái khu vực mà ngày xưa cách đây hai mươi mấy ba gần ba chục năm tao đi mua cái nhà đầu tiên của tao đó. Dạ dạ con nghe con. Ok thì cái sự kỳ thị nó lên đỉnh điểm. Cái khu vực nhà tao ở bây giờ là cái khu vực nó có cái tên gọi là Richfield. Mà cái nghĩa Richfield là gì? Là một cái cánh đồng giàu có. Thì cái khu vực đó hoàn toàn từ A tới Z, từ đầu cho đến cuối là toàn là Mỹ trắng, không có bất cứ một cái dân tộc nào cả. Ồ mà cái con nhỏ mà nó dẫn tôi đi mua nhà, nó cố gắng nó làm giấy tờ thủ tục tao mua được căn nhà đó. Hiện giờ căn nhà đó là ở Richfield, bây giờ vẫn còn cho thuê đấy. Thì bắt đầu từ đó tao mới thấm được cái sự kỳ thị. Cái hộp thơ trước nhà đó hả, đồ đầy nhóc hình xác hết, là nó in ra cái khổ 44, cái khổ giấy in máy in của mày ra, cái máy in đó mà toàn lình xét cả. Nó hỏi vợ tao, nó hỏi vợ tao á, có muốn chơi bôi bôi là đẹp trai bôi sáu muối rồi toàn lình xét. Đó là thứ nhất, lần đầu tiên má chơi trò bất giác, chơi trò nó quá rồi đó mà ta đủ đó là khủng bố tinh thần rõ ràng. Tao mới đưa ra cái hội, đưa ra tao mới gọi bố đích tới, tao đưa cho bằng cứng này, đồng mà xong bố đích kêu ok để nó làm việc rồi xong. Mà nó không để tên, nó không địa chỉ. Cái nơi tới là tên tao, mà cái nơi gửi thì không có. Ok thì tất nhiên tao không bàn. Khoảng một thời gian 2-3 tháng sau thì thằng Thiện nhà tao hồi đó mới có 1-2 tuổi à, tao mua cho nó chiếc xe mà xe đạp mà đủ 3 bánh, mày nhớ ba chiếc xe đạp 3 bánh không? Chiếc xe đạp mà con nít đi thì khỏi té đó. Thì trên cái đường này cái nhà của tao có cái rây quay, chạy trong cái rây quay thì nó chạy qua bên nhà của người ta, cũng có cái rây quay thì nó vô tình nó lên nhà của ta, rồi nó thò đổ xuống. Con mẹ gọi cảnh sát tới. Cảnh sát chạy tới nói chuyện với tao thì nó chỉ yêu cầu tao xin lỗi nó rồi, tao nói I'm sorry, I don't know, tức là ý nó là tao xin lỗi mày, tao không có biết, bởi vì nó là con tao nó nhỏ quá, nó vô tình nó vậy. Thì nó mới bu lít thì nó cũng ok, nó cũng nói với tao là mai mốt mày đừng có cho con mày chạy qua nhà người ta nữa, đại khái vậy. Thôi giờ tao la tao chửi thằng Thiện.
đó là hai cái, biểu cái xe đạp là vô tư, nhà thì nhà trồng không, và cái rây quay là không có người ở, cái là cái con đường đi thôi mà nó không cho qua thằng nhỏ đi xe đạp qua bên đó, đó là cái thứ hai mà thấy nó kỳ thị đến kinh khủng vậy chứ. Nhưng mà sau ngày ta ở vài chục năm rồi thì đương nhiên là cái chuyện nó quen rồi thì nó không còn kỳ thị nữa, nhưng mà thực chất nguyên cái khu đó chỉ có mình tao là người da màu, người Việt Nam hoàn toàn không có da đen, không có da đỏ, không có mẹ chứ là chỉ có mình tao. Nhưng mà sau này thì nó bớt lại, bây giờ khu vực đó vẫn còn có những người Tàu họ tới mua nhà rồi, rất là hiếm. Đó là cái mà kỳ thị đầu tiên mà tao xác nhận đúng y chang địa thành được là cái đó là gia đình tao đã bị, đó là tôi nói cho mày nghe, nó kỳ thị như vậy đó, có nghĩa là không có người ở nhà, thằng nhỏ lấy xe đạp đi lên chạy tới chạy tới lui mà nó còn không cho, nói như vậy cho mày hiểu. Việt Nam mày làm cái có cái chuyện nhưng mà khổ cái này bố. Ví dụ á, cái đó rõ ràng là cái câu chuyện đó nó kỳ thị là mà ai nhìn cũng ra rồi. Nhưng mà nếu mà vô tay mấy thành phần bên kia nó trời ơi, luật Mỹ không phải tôn trọng chứ. Đúng quá, người ta quy định như vậy nhà, đúng không? Đúng rồi. Nhân, nhà đó, quyền tư nhân của người ta. Ờ, đó. Chỉ có câu bọn vậy thôi à, mà nó biết được. Bực cười. Lại thiệt cái chứ. Giống như bố nhớ không? Bố nhớ vừa rồi bố đăng cái bài mà tô phở không? Đúng rồi. Không? Thì có một số phần vô nó chửi. Nó chửi bố, nó nói là bố gì bưng bô gì nói quá rồi, nó dốc. À, nó bưng cái gì bưng thì phải nói cho đúng, đừng có nói quá lên. Thì y như là sau đó là có cái ta tốt của ông Trần Dần. Ông đăng cái ta tốt. À, tức là đi ăn tô phở 5 đô mà đù má không có miếng thịt chó gì hết trơn, độ cái quân ba que lừa đảo. Thì giải thích sao? Tụi nó đúng chỉ không? Chỉ có cái như cái cà chớn này thôi, thật chất tao cũng nói về rồi. À, đâu phải là bố không có tiệm nhà đâu. Rõ ràng mình thấy rõ toàn ai biết vậy. Nhưng mà có điều khi mình nói ra thực tế thì là chúng nó chống bán mà chúng nó chửi mình là bưng bô này cái thằng rõ ràng mà đâu tao phải là tao thiếu tiền mà để tao đi ăn tô phở hay gì không, nhà tao có sẵn luôn. Nhưng mà cái gì cũng vậy, tao phải nói cái điều này, nói về ẩm thực là Việt Nam mình là đệ nhất số một, kể cả Việt Nam ở đây mà kể cả thế giới luôn, là bởi vì người ta đã bình chọn ẩm thực Việt Nam đường phố là ngon nhất thế giới rồi mà, kể cả bánh mì cũng vậy. Cái đó mình không bàn, mình chỉ bàn là mình chỗ này có những cái mà mình nói một cách nói gọn cái là nó không bao giờ chấp nhận sự thật, cái đám nó không bao giờ chấp nhận sự thật, mặc dù sự thật hiển nhiên như vậy mà nó không chấp nhận. Nó có một cái bài tức thì là bữa mai là bên tôi coi YouTube là tất nhiên là những cái loại những cái tàu mà chở cái xe VinFast của Việt Nam mình đi qua bên Mỹ đã đậu bến và đã nhập cảng vào Mỹ rồi, vào đất liền Mỹ rồi mà nó cũng nói xe thành cao, nó cũng nói đồ Photoshop và đồ bánh, nó cũng chưa không, nó ý là nó không bao giờ chấp nhận cái điều gì. Việt Nam mình gọi như là khi mình là người Việt mình có một cái tinh thần giống kiểu như mình ở đây không có dùng chữ yêu nước mà mình dùng chữ kiểu là mình chỉ mến quê hương đất tổ mình, mến chỗ dân tộc, tự tôn dân tộc thôi, đúng không? Thì người ta phải vui, người ta phải mừng, đất tổ nó là không mừng, không bao giờ nó mừng cả. Hãy càng ngày Việt Nam mình càng phát triển thì nó là càng ghét, cái đồ nó kỳ cục chứ đó. Làm sao ăn một tô phở ở Mỹ làm sao bằng tô phở bình dân ở Việt Nam được, là bởi vì sao? Từ xương, từ thịt, từ các cái đều đông lạnh, làm sao mà ngon được? Đúng rồi. Có khổ mà nó mày giải thích được, mày giải thích mà nó chửi mày ra, nó đủ mà mày bưng bô đủ quá, không có cớ đường nào cãi, nó không có phản biện, nó chỉ nói mình bưng bô thôi, đủ nó kỳ chứ, khổ mệt quá. Nó có nhiều cái thích cười. Gặp con như bố á, gặp con như bố lúc đó con nói mày nó bậy, rồi tao bưng bô nào, tao đang bưng tô, mà tao bưng cái tô bưng bô, bưng bô bưng tô cũng vậy. Bây giờ nó có đó, tao bưng cái gì tao cũng khoái. Tao bưng cái gì tao cũng khoái cho tao không cần không khe, bây giờ nó chữ bình thường lắm, bố biết cái gì cho đâu có gì đâu mà ấy được. Tao bưng bây giờ cho bưng bô cho quê hương tao hoặc ông cha tao hoặc nằm cái gì đó, tao đã từng nói tao đi về tao cũng cúng ông già đó, ông già nằm ở trên cùi ấp đó phường 17 đó. Nói chung là tất cả tao đã nói từ lâu rồi, tao nói tất cả mọi người dân trên khắp năm châu đều có mối quan hệ ruột thịt đối với người Việt Nam mình ở đất nước Việt Nam, là bởi vì sao? Là bởi vì những người lớn tuổi như tao thì bố mẹ vẫn mất, vẫn còn nằm tại nhà nước, còn miếng đất ở tại Việt Nam, còn có quê hương, vẫn còn có cô dì chú bác anh em bà con xa gần làng xóm,
nó là một cái nghĩa mà không thể nào người dân mình gọi là chia rời được. Đó là câu nói rất là đúng đắn chứ không có con mẹ gì cả. Bởi vì mày hỏi mấy thằng mày mày chửi tao đó, mày có ai thân mày, nó có người thân người Việt Nam không? Làm gì không có được, không lẽ bị đất mày chui lên à? Đúng rồi. Nhưng mà nó không bao giờ nó chấp nhận sự thật. Cái mà ta kết luận là nó không bao giờ chấp nhận sự thật. Nhưng mà có nhiều đứa nó chửi dữ lắm mà nó cũng lén lén, nó bịt mặt, nó cũng về Việt Nam nó chơi, nó cũng ăn uống gì ra, nó khổ vậy, đâu nó kỳ á, tiếp cha gì thằng, đâu ăn xong rồi về mình nó chửi tiếp, đủ vậy kệ cha đi, ta không quan tâm nữa. Bây giờ riết rồi mình thấy mình ngán ngẩm là cái chỗ gì, cái con người nó thiếu một sự hiểu biết, và cái đầu của nó, cái đầu bộ não của nó chứa tàu hũ hay chứa gì, ta không biết, ta không biết rõ ràng, nhiều khi ta đi ta cũng không biết trong đó nó chứa cái gì, khổ vậy đó. Ok, từ gì mà nói đi, tao ra tao hút xuống cái.